Thầy chào mừng các em đến với tiết học thực hành vẽ tranh tĩnh vật màu của mỹ thuật năm lớp 6. Chủ đề của bài học là biểu cảm của màu sắc. Và đây là tiết thực hành nha các em. Để chúng ta có thể thực hành vẽ tốt cái bài vẽ tranh tĩnh vật màu này thì thầy sẽ nhắc lại cho các em các bước vẽ tranh. Đầu tiên, chúng ta sẽ xác định bố cục, tỷ lệ, vị trí, hình các vật mẫu và chúng ta bắt tay vẽ phác hình. Sau khi chúng ta hoàn thành phần phác hình, chúng ta sẽ vẽ màu khái quát, tạo hòa sắc chung cho bức tranh. Và sau khi chúng ta đã có được hòa sắc, thì chúng ta chuyển qua cái bước thứ ba là chúng ta sẽ vẽ thêm nét màu thể hiện cảm xúc và đặc điểm của sản phẩm. Các em nhớ lưu ý những cái phần này. Thầy cho các em xem thêm một số những tranh tĩnh vật màu đã được hoàn thành. Thầy cho các em tham khảo thêm một số những cái tranh tĩnh vật màu để chúng ta nắm bắt rõ hơn để chúng ta làm bài. Bên đây thì chúng ta thấy là người ta lọc bỏ màu và chỉ còn những cái gam trắng đen. Còn bên tay phải, bức bên tay phải thì chúng ta thấy là họ giữ nguyên màu sắc để chúng ta xem, để chúng ta có sự so sánh. Thầy cho các em xem thêm hai tranh, một tranh vẽ tĩnh vật hoa quả của học sinh và tranh bên tay phải là một bức tranh tham khảo của họa sĩ vẽ theo lối tranh của họa sĩ Picasso, đó là vẽ theo trường phái lập thể các em. Và sau khi các em xem xong hai bức tranh này thì thầy mời các em xem ở đoạn clip thực hành vẽ tranh tĩnh vật màu. Các em nhớ chú ý quan sát nhé. Các em học sinh thân mến, hôm nay thầy lại trở lại để hướng dẫn các em chúng ta có thể vẽ được một bài vẽ tranh tĩnh vật màu. Như các em thấy ở trên, thầy có để một số cái mẫu ở đây ha. Thì chúng ta có thể là sử dụng bằng chất liệu bút chì, bút sáp cũng được. Rồi bây giờ thầy sẽ tiến hành ha, bắt tay vào. Thì đầu tiên thầy nhắc lại là để chuẩn bị vẽ được bức này thì chúng ta phải nhớ là bài học là nó sẽ gồm có những bước sau đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ kẻ trục, chúng ta sẽ phát trục ha các bạn. Chúng ta sẽ phát trục. Khi phát trục như thế này, chúng ta sẽ tìm tỷ lệ của phần cổ, vai, thân và đáy của lọ. Rồi chúng ta sẽ phát sơ những cái phần này để chúng ta tìm tiếp là phần trục của quả. Thì ở đây là các em thấy là thầy đã phát sơ và chúng ta đã thấy được là nó sẽ hình thành ha các em. Đây, ví
giờ thầy sẽ vẽ rõ ra. À, như vậy là thầy đã phát cho em xem sơ khởi là chúng ta đã có được một cái dáng của lọ và quả. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành chúng ta đánh bóng đậm nhạt bằng màu sắc nha các em. Đầu tiên là chúng ta sẽ lấy một cái màu. Thầy chọn ở đây thầy chọn màu tông nóng mà nó sáng để chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ phủ một lớp để cho nó tạo ra được cái khối, và thầy sẽ lấy ánh sáng là ánh sáng từ phía bên tay phải trên góc của thầy tạt xuống ha các em. Đây các em xem ha. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phân mảng nó trước. Phân mảng khi ánh sáng tạt bên này thì chúng ta sẽ thấy là được là ở phần bên trong lọ thì cái phần mép bên này bên trong lòng trong sẽ sáng, nhưng cái phần ở khuất ở bên trong thì nó sẽ tối. Và tương tự như vậy ở ngoài thì phần này là sáng, phần này trung gian các em, và phần này sẽ là phần tối các em ha. Và còn ở trên quả thì chúng ta sẽ thấy là ở phần này là sẽ bắt ánh sáng tốt nè, bắt ánh sáng tốt, nhưng mà ở phần ngược lại thì nó sẽ tối. Thì thầy sẽ phân cái quả ra đây và chúng ta sẽ thấy là ở phần này nó sẽ tối ha. Vậy thì cái phần bóng tạt của quả và nó sẽ tạt ngược lại với lại hướng ánh sáng. Rồi các em nắm bắt được chưa? Rồi sau đó chúng ta sẽ tính tới cái phần phông nền ở phía sau. Thì khi ánh sáng tạt qua thì cái phần vai lọ, phần thân của quả phía bên tay phải sẽ sáng, nhưng phần vai lọ và phần thân quả phía bên tay trái sẽ tối. Vậy thì mình sẽ đánh cái nền ở phía sau tương phản. Các em thấy sẽ nó có cái phần ở phía sau sẽ là có sự tương phản. Bởi bên này chúng ta đánh sáng thì chúng ta sẽ làm phần nền sẽ ở phía sau sẽ tối, ở bên này phần này tối thì chúng ta sẽ đánh nhạt ở phần này để tạo ra cái độ tương phản, và chúng ta nó sẽ có được cái chiều sâu và người ta gọi là không gian ba chiều đó các em. Rồi bây giờ chúng thầy bắt đầu tiến hành. Đầu tiên là thầy sẽ vẽ cái phần của cái mận lọ trước. Chúng ta cứ đánh rất bình tĩnh và chúng ta cho cái duy trì cái độ đậm nhạt. Đầu tiên là chúng ta khởi tạo một lớp. Chúng ta sẽ khởi tạo một lớp. Rồi, các em thấy là nó có bắt đầu nó có độ đậm nhạt rồi đó các em. Bên này thì nó sẽ sáng. Và tương tự ở quả thì cũng như thế các em. Thì thầy sẽ chọn màu cam nóng để thầy làm. Có một phần cũng là sáng, chọn cái màu da và phần ta sẽ chọn
màu đỏ. Và như vậy là các em sẽ thấy nó được, nó có độ tương quan rồi đó. Còn phần đáy thì thầy sẽ lấy màu nâu đậm ánh sáng. Rồi còn phần ở phông nền phía sau thì mình cũng sẽ lấy một cái màu đó, tương phản nhẹ đó, đó cũng màu xám đá. Các em thấy ha, nó rõ là chúng ta không có vội vàng mà chúng ta sẽ làm từ từ, từng bước thật là nhịp nhàng. Phần này chúng ta sẽ nhẹ tay. Chúng ta thì đã có cái lọ đã lên được cái độ tương quan, và bây giờ chúng ta lại bắt tay, chúng ta trở lại là chúng ta sẽ xử lý càng ở dưới góc, thì chúng ta sẽ cho cái phần này nó đậm mà chúng ta nhấn cái màu đỏ. Các em sẽ thấy được cái quả nó sẽ chín mọng ha. Như vậy là cái bài của chúng ta, thầy đã hướng dẫn các em vẽ được mẫu lọ và quả, chúng ta vẽ màu, vẽ đậm nhạt bằng màu ha. Thầy mến chúc các em sẽ làm được bài tốt sau khi xem được clip của thầy. Thầy cảm ơn. Các em thân mến, sau khi các em đã xem xong cái clip thầy hướng dẫn vẽ tranh trên vật màu, thì thầy xin củng cố kiến thức cho các em những yếu tố mà để chúng ta tạo thành được một bức tranh trên vật màu, thì nó gói gọn trong những phần sau đây. Đầu tiên là trong tranh trên vật màu chúng ta phải nêu được cái biểu cảm hòa sắc. Các em phải vẽ được một bức tranh tĩnh vật màu, tối thiểu phải có hai mẫu vật trở lên. Các em trong quá trình vẽ là các em cũng nắm bắt được cái nét đẹp về bố cục, tỷ lệ màu sắc trong bức tranh, và đặc biệt là các em sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của hoa trái trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Ở phần hướng dẫn về nhà, thì về nhà các em sẽ hoàn thiện bài vẽ tranh tĩnh vật và gửi sản phẩm qua Zalo group lớp để thầy cộng điểm. Các em lưu ý xem lại lý thuyết bài tranh in hoa lá
Các em nhớ sưu tầm lá cây, có thể là lá cây giả như là bằng vải, bằng nhựa, ni lông. Các em chuẩn bị giấy màu, bút chì, tẩy cho tiết học sau chúng ta sẽ thực hành. Thầy mến chào các em.